Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của tôi. Tôi là Kiều Minh Đức đây. Thì hiện tại thì tôi đang có mặt tại điện lực huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Tôi vừa hoàn thành đấu nối hòa lưới thành công một cái công trình điện năng lượng mặt trời có công suất là 3 kWh cho một cái gia đình Bắc Giòn tại ấp 2, xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Bây giờ tôi đang có mặt tại điện lực huyện Cần Giuộc để tiến hành là đăng ký cái thủ tục hòa lưới lắp đặt đồng hồ 2 chiều của điện lực cho gia đình bác John. Xin mời các bạn cùng theo dõi cái quy trình đăng ký với điện lực Long An để chúng ta xem. Thành phố Hồ Chí Minh thì cái thủ tục đăng ký đồng hồ 2 chiều rất là dễ. Còn đối với các điện lực các cái tỉnh khác thì cũng có nhiều tỉnh thì cũng hơi khó, còn có ở đây thì không khó lắm. Hãy cùng chúng tôi theo dõi cái quy trình đăng ký lắp đặt cái đồng hồ 2 chiều. Bây giờ là corona cho nên phải đeo khẩu trang anh chị em nhé. Đi vào điện lực phải đeo khẩu trang. Đây là điện lực huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Hãy cùng theo dõi cái quy trình. Cái gì? Cái đâu ạ? Của hệ thống điện và vật tư cái này thì là hệ hỏa lưới 3 kW thôi. Đây là hệ dây dẫn. Cái này là làm này bắt điện thì là phải là bên chủ nhà, bên chị làm với là bên mình. Còn cái hồ cái hợp đồng này thì đâu có giữ đâu, cái hồ này hợp đồng này là chỉ sao đồng này là được rồi. Hợp đồng này là chị cầm còn giờ gọi mình làm gì, khi mình tham gia số điện thoại, số tài khoản chắc là chị em khẩu trang giữ mẫu để chị em nhìn vào em làm luôn. À, đưa thông tin này. Thế cơ. Giờ không có đem giấy chứng minh theo mà có giấy tờ đơn kiện đâu. Chị này là chủ đồng hồ luôn. Giờ có giấy chứng minh. Chứng minh ở nhà cô có không? Có. Chắc là phải về nhà lấy thôi. Mình đâu có kinh doanh gì là sao? Không, để là mình bán điện lại cho hệ điện, cho điện lực phải làm cái kinh doanh. Cái phát kinh doanh thì đăng ký dễ mà. Mình đăng ký cái kinh doanh nó phải đâu 200.000. Đăng ký ở. Đăng ký ở đây. Dụng này tôi cũng có gần thôi. Thì cũng có những chỗ người ta yêu cầu mình có những chỗ. Là cần cái gì? Giấy mua bán điện này. Đây. Không, những cái thủ tục gì anh ghi vào đấy. Để ghi bán điện này thì đưa thông tin lên ngược lại. Cái gì bán điện? Hello. Mình bổ sung đó là thôi đừng không biết cái mã nữa chứ không có sao đâu học với má có mã khách hàng rồi biết là còn khai báo muốn là giấy phép kinh doanh, mà nếu mình chưa có giấy kinh doanh đó thì mình ghé trung tâm hành chính công quận nhiều thành lập kinh doanh. Giấy phép kinh doanh là giấy phép kinh doanh bán điện năng lượng mặt trời. Số tài khoản ngân hàng. số tài khoản để trả tiền điện với hàng tháng.
bột, cái này nãy mình có rồi. Có rồi đúng không? Chưa bột. Nãy mình bột là có là đầy đủ là bộ test record. Này mới thấy của Inverter, không thấy có tấm pin. Tấm pin này nó là COCQ, nó đâu có test report. Đây, nó đầy đủ hết. Đây là CO này, CO của pin này. Tấm pin là biến tần. CQ của CO, CQ của pin này. Và đó, cái này là CQ của pin. Còn một cái CQ của tấm pin. Hộ gia đình mà muốn bán điện. Cái này thì cô lại phải đi đăng ký thì mới được, chứ các con này đâu có quyền hành để đăng ký được. Cái này thì là phải chính chủ thì mới là rồi. Bên mình còn thiếu cái này, bổ sung cái này nữa, và đi sơ đồ đấu nối nữa. Mấy tấm pin nằm đây nằm đây nằm đây nằm đây nói gì gọi cho đấy, còn dưới sơ đồ mặt sợi á, không có cần lấy tên đóng dấu đồ mấy tấm pin khác nào lên mạng đấy. Ok, vẽ rồi gửi cho bác qua Zalo. Đấy, rồi còn cái giấy phép kinh doanh thì ra ra cục gì nhỉ? Gửi qua Zalo rồi đúng không? Cái giấy phép kinh doanh là ra đâu? Đấy, giấy phép kinh doanh thì cô ra ngoài trung tâm hành chính của huyện Cần Giuộc làm thôi. À, trung tâm hành chính huyện Cần Giuộc. Vâng, cô đi đâu là cô phải mang theo chứng minh thư chứ? Không ăn chứng minh thư thì làm đủ. Bây giờ ghé đây nào, con ghé đây nọt dạ. Chỉ có cái một số một này thì ghé đây, của ghé đây rồi đưa thông tin là làm luôn. Mấy cái này mình phải làm sao, một số một là ghé đây đưa thông tin nhận luôn, máy là ký luôn. Cái số này là về bán điện thì là chứng minh thư, hóa đơn, tiền điện này, giấy phép kinh doanh, là đi làm số tài khoản ngân hàng, test report, rồi in pin vẽ tơ là có rồi này. Rồi là có rồi này. Bạn vẽ sơ đồ đấu nối thì để tối nay Đức nó sẽ gửi Zalo cho chú để chú sẽ in ra thôi. Rồi còn mấy cái kia là hầu như là hết là cái cá nhân của mình thì cô cung cấp cho bên anh. Như vậy là tôi đã được cái video các cái thủ tục đăng ký đồng hồ 2 chiều ở điện lực là Cần Giuộc dành cho hộ gia đình muốn là đăng ký mua bán điện với điện lực mình Cần Giuộc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Điện năng lượng mặt trời.